Xin chào các bạn, mình là Phát và các bạn đang theo dõi Người Trong Văn Phòng. Khoảng một thời gian gần đây thì bọn mình nhận được một vài ý kiến, là những cái ý kiến đóng góp, có ý kiến tốt, có ý kiến trái chiều, vân vân. Song song với đó cũng có những cái ý kiến về cái cách mà tụi mình phải làm video, làm content, nội dung video như thế này, như thế nọ. Và tụi mình tự nghĩ là nếu ví dụ như tụi mình tiếp thu những ý kiến đó và làm theo những cái ý kiến đó, video đăng lên nó sẽ như thế nào. Đây là một cái vũ trụ của Người Trong Văn Phòng, nơi mà những ý kiến của các bạn trở thành sự thật. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Tự Biên Tự Diễn. Người chơi hôm nay đó là Lâm Thái, và đây là kịch bản của Tự Biên Tự Diễn kỳ này. Mình sẽ đưa cho Lâm Thái tự điền vô. Ok. Rồi. Và đây là tất cả những từ khóa mà Lâm Thái đã tự điền sau khi mình đưa cho Lâm Thái xem kịch bản. Tại sao em đi trễ? Tại vì em bận học đến khuya. Em thấy kịch bản này nó có hài không? Hai bài thích màu gì? Đen. Tức quá. Trời, đánh đau quá vậy ba. Tức ghê vậy, đoán không ra được cái này. Nhà ở đâu? Quận 3. Đúng không? Sai. Quận 3. Ngu này. Tức quá, tao không biết được là nó ghi cái quận ở đây hay quận ở quê nhà của nó. Tức thì quá. Vậy con đậu hay rớt? Dạ đậu rồi ba. Vậy con định học ngành gì? Dạ con định học ngành diễn viên hài. Trời cái l*** má. Tại sao con lại chọn ngành đó? Dạ tại vì con muốn đi giặt đồ với mọi người. Thì trước mà bạn hỏi Phi đâu hả? Phi đây nè, vẫn còn làm. Đó, Phát nè, Bảo Cao nè, Hà Lê nè, Vân Vân nè, Lâm Thái đây. Ủa vậy còn anh Gà đâu? Gà đây nè ba. Ôi mày ơi, Google AdSense tiền về kìa. Và từ đó không ai thấy Phát đâu cả. Thì sao? Thì đúng rồi chứ sao? Tôi đã vô được tiết vật với channel rồi. Mọi người đã đồng hành cùng nhất với tôi. Tức quá, tao không biết được là nó ghi cái quận ở đây hay quận ở quê nhà của nó. Tức quá.